Sáng 23 tháng 4, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, thông tin tài xế lái siêu xe Porsche Macan đeo bản kiểm soát giả vẫn chưa lên trình diện. Vì vậy, công an đã phát đi thông báo truy tìm tài xế cũng như chủ phương tiện để phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Vì lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho hay, thời điểm lập biên bản vụ việc hai chiếc xe Porsche Macan trùng biển số, nam tài xế lái xe màu xanh khai nhận tên là Đặng Văn Luân, sinh năm 1990 ở Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Sau đó, công an quận Hoàng Mai tìm về địa chỉ trên. Qua xác minh, ghi nhận có người mang tên như trên, làm nghề lái xe nhưng đã lâu ngày chưa về nhà. Qua điều tra, công an xác định chiếc xe nhãn hiệu Porsche Macan màu nâu, biển kiểm soát 30A71510 mang biển số thật, chiếc xe Porsche Macan màu xanh là xe mang biển số giả. Ngoài ra, công an còn phát hiện chiếc xe này đã bị đục mai số khung số máy. Sau vụ việc, công an đã tiếp nhận thông tin, đồng thời tạm giữ hai phương tiện trên để xác minh xe nào mang biển số giả để xử lý theo quy định.